Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm VOIZ và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Tác phẩm BQ: Năng lực sống sót trong kỷ nguyên mới. Tác giả Hiroshi Rino. Dịch giả Dương Thụy Phương. Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam. Hiroshi Rino, chủ tịch công ty Credit Sisson. Ông vào làm việc ở công ty thương mại tổng hợp Cebu, công ty sở hữu chuỗi trung tâm thương mại cao cấp Cebu ở Nhật năm 1965. Lần lượt phụ trách về các mảng nhân sự và marketing. Sau đó, nhìn thấy tiềm năng của ngành thẻ tín dụng, ông đã chuyển sang làm việc ở một công ty thẻ tín dụng của tập đoàn năm 1982. Bằng việc đưa các nhân tố mới và dịch vụ mới vào ngành thẻ, ông được cho là người đã tạo nên cuộc cách mạng trong ngành thẻ tín dụng của Nhật Bản. Và chính ông là người đã đưa Credit Sisson từ con số 0 trở thành công ty thẻ tín dụng lớn nhất của Nhật Bản. Ông cũng là người thực hiện chủ trương kinh doanh với 3 tiêu chí: cởi mở, ngay thẳng và đổi mới sáng tạo. Ông đã gây dựng Credit Sisson trở thành một tập đoàn hùng mạnh với đội ngũ nhân viên đầy nhiệt huyết và sáng tạo, luôn tìm tòi hướng đến sự đổi mới. Năng lực sống sót trong kỷ nguyên mới. Lời nhắn nhủ của tác giả Rino tới độc giả Việt Nam. Các độc giả trẻ Việt Nam thân mến, tôi tin rằng thế hệ doanh nhân ngày nay đang đóng vai trò chủ chốt trong việc xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, và họ đang tự cổ vũ mình hãy cố lên mỗi ngày để làm việc hết sức mình cho mục đích cao cả đó. Chúng ta đã bước sang thế kỷ 21 được 20 năm. Trong xu thế toàn cầu hóa, số hóa và sự đòi hỏi phải liên tục đổi mới để chiến thắng trong môi trường kinh doanh cạnh tranh khốc liệt, chúng ta cần có cách suy nghĩ mới của thế kỷ 21. Tôi đã đồng ý xuất bản cuốn sách BQ: Năng lực sống sót trong kỷ nguyên mới ở Việt Nam, bởi vì tôi tin tưởng chắc chắn rằng để giúp các bạn trẻ Việt Nam thành công trong kinh doanh thì chỉ số nhạy cảm trong kinh doanh, trong tiếng Anh là Business Quotient, viết tắt là BQ, là không thể thiếu được. Chỉ số nhạy cảm kinh doanh BQ là một chỉ số tổng hợp, là kết quả của phép nhân 3 chỉ số: IQ, chỉ số thông minh, Intelligence Quotient, nhân EQ, chỉ số trí tuệ cảm xúc, Emotional Intelligence Quotient, nhân SQ, chỉ số nhạy cảm, Sensibility Quotient. Thế giới xung quanh đang thay đổi nhanh chóng. Những sản phẩm dịch vụ mới của ngày hôm qua có thể sẽ không còn tồn tại tới ngày mai. Một cuộc cạnh tranh khốc liệt đang chờ đợi các bạn. Trong kinh doanh, chúng ta cần phải rèn luyện bản thân để có thể cống hiến giúp cho công ty phát triển. Vậy để trở thành người đóng vai trò chủ chốt trong công ty, cần có năng lực gì? BQ chính là năng lực cần thiết, mà trong đó chỉ số nhạy cảm SQ là quan trọng nhất. Thời đại đòi hỏi mỗi người phải có sự nhạy cảm chắc chắn sẽ đến. Chúng ta không thể rèn luyện được SQ trong trường học truyền thống. Nếu chỉ làm theo những người đi trước hay tuân theo mệnh lệnh cấp trên thì cũng không thể có được sự nhạy cảm. Chúng ta phải biết quan tâm đến nhiều vấn đề của xã hội thông qua những nhóm người, sở thích và trò chơi khác nhau để nảy sinh những ý tưởng có thể áp dụng vào kinh doanh. Từ đó, chúng ta mới có được sự nhạy cảm. Các bạn trẻ Việt Nam luôn có lòng khao khát phải vươn lên và tinh thần hoạt bát. Đó là những yếu tố rất cần thiết để tăng chỉ số nhạy cảm SQ. Rất tiếc là những yếu tố này đang dần mất đi ở thế hệ trẻ Nhật Bản. Người Việt Nam và người Nhật Bản có nhiều điểm tương đồng về văn hóa và tính cách, như cần cù chăm chỉ, thật thà, tinh thần hòa hợp. Tôi tin những giá trị quan đó giúp cho con người hai nước chúng ta có thể trở thành đối tác tốt trong công việc. Công ty Credit Sisson đã cùng với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, HD Bank, thành lập công ty liên doanh HD Sisson được 5 năm. Trong 5 năm qua, quy mô và lĩnh vực kinh doanh của công ty đã được mở rộng không ngừng. Giữa đại dịch Covid-19, công ty đã thành công trong việc phát hành thẻ tín dụng đợt đầu tiên. Đây chính là công sức của cả tập đoàn HD Bank dưới sự lãnh đạo của Phó Chủ tịch tập đoàn Nguyễn Thị Phương Thảo,
cùng với sự hợp tác từ phía Nhật Bản chúng tôi. Từ khi còn học ở Liên bang Nga, bà Thảo đã nhận thấy vai trò quan trọng của tổ chức tài chính trong bối cảnh Việt Nam sau đổi mới, và bà đã nhanh chóng mua lại một ngân hàng thương mại cổ phần của Việt Nam là ngân hàng HD Bank. Sau đó, thấy được sự phát triển của thị trường hàng không ở Việt Nam, bà lại lập ra hãng hàng không Vietjet Air và xây dựng phát triển Vietjet trở thành một trong số ít các hãng hàng không tư nhân thành công của Đông Nam Á. Lần đầu tiên gặp bà Thảo, tôi đã nhận thấy ở bà có một sự nhạy cảm tuyệt vời, và ngay lập tức tôi thấy rằng đây chính là người sẽ giúp chúng tôi đầu tư kinh doanh ở Việt Nam. Nếu ví kinh doanh giống như trò chơi chiếc ghế âm nhạc rất quyết liệt, thì người làm kinh doanh phải là người như thế nào để có thể chiến thắng? Để nhận biết được vai trò quan trọng của chỉ số nhạy cảm và để rèn luyện BQ, chúng ta phải làm thế nào? Các bạn độc giả trẻ ở đây chính là những người đóng vai trò quyết định cho sự tăng trưởng phát triển mạnh mẽ và mang lại triển vọng cho Việt Nam trong tương lai. Tôi mong các bạn sẽ thành công hơn nữa trong sự nghiệp của mình, làm cho Việt Nam trở thành một đất nước tuyệt vời hơn nữa. Một trò chơi mà người chơi đứng thành vòng tròn quanh những chiếc ghế, số ghế ít hơn số người. Khi âm nhạc nổi lên, người chơi đi vòng quanh những chiếc ghế, và khi nhạc dừng, người chơi sẽ phải nhanh chóng ngồi xuống ghế. Ai không có ghế sẽ bị loại. Sau đó, một chiếc ghế được bỏ ra và trò chơi tiếp tục cho tới khi tìm được người chiến thắng. Tôi hy vọng cuốn sách này sẽ phần nào đó có ích cho bạn. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã đọc cuốn sách này. Lời nói đầu. Lực lượng nhân viên văn phòng trước nguy cơ bị cắt giảm. Hãy tưởng tượng bạn ở thời điểm mười mấy năm sau. Cho dù tình hình kinh tế tồi tệ đến đâu, Nhật Bản vẫn là một cường quốc kinh tế. Có lẽ bạn sẽ có một công việc ổn định và thăng tiến trong một công ty nào đó giống như bố mẹ bạn. Bạn có thể kiếm đủ thu nhập để sống thoải mái. Có lẽ nhiều người sẽ mơ hồ nghĩ như vậy. Nhưng tôi phải nói rằng cách nghĩ như vậy đã hoàn toàn sai. Nhật Bản đã bước vào kỷ nguyên của thay đổi cấu trúc và của những trò chơi chọn lọc khốc liệt. Tác giả dùng từ trò chơi chọn lọc tinh trùng. Có hàng trăm ngàn tinh trùng cùng bơi về phía trứng, nhưng chỉ có một tinh trùng chui vào trong quả trứng để thụ tinh. Không có vùng an toàn. Tất cả chúng ta, dù muốn hay không, đều bị nhấn chìm trong vòng xoáy của cuộc chơi chọn lọc đó. Cho đến nay, người làm công ăn lương đã luôn được bảo vệ theo hệ thống quản trị nhân sự kiểu Nhật Bản, như tuyển dụng sinh viên mới tốt nghiệp, tăng lương thường xuyên, việc làm trọn đời. Tuy nhiên, nếu thị trường co lại do dân số suy giảm, thì khó có thể duy trì hệ thống tuyển dụng theo kiểu Nhật như vậy mãi được. Đã đến lúc phải tuyên bố chấm dứt một kỷ nguyên yên ổn, nơi lương tăng đều hàng năm và công việc được đảm bảo đến khi về hưu, miễn là bạn trung thành với công ty. Nguy cơ lớn nhất là những người làm việc văn phòng, hay còn gọi là lực lượng nhân viên văn phòng. Nhiều công việc văn phòng đã được công nghệ thông tin thay thế. Nếu một công việc nào đó có thể dễ dàng áp dụng công nghệ thông tin với chi phí thấp, thì chẳng ai sẽ thuê nhân sự với chi phí cao cho việc đó cả. Như vậy, có thể nói rằng, trong tương lai, những nhân viên văn phòng sẽ trở thành gánh nặng cho công ty. Trên thực tế, tình trạng thất nghiệp của nhân viên văn phòng đã trở thành một vấn đề xã hội ở Hoa Kỳ, một nước luôn đi trước về công nghệ thông tin. Ví dụ, một nhân viên ưu tú làm việc cho Goldman Sachs không thể tìm được công việc khác sau khi thất nghiệp, đến mức phải trăn trở xem có nên nhận làm một công việc McJobs được coi là lương thấp ở một cửa hàng thức ăn hay không. Đó là lý do tại sao tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa Kỳ không giảm chút nào. Tình trạng thất nghiệp của nhân viên văn phòng không chỉ là vấn đề của nước khác. Ở Nhật Bản, dân số giảm và thị trường bị thu hẹp nghiêm trọng hơn so với Hoa Kỳ. Sau hơn 10 năm, không có gì đảm bảo rằng sẽ còn tồn tại những công việc như hiện nay. Vậy, những nhân viên như thế nào sẽ tồn tại trong trò chơi chọn lọc khốc liệt đó? Chìa khóa là chỉ số nhạy cảm kinh doanh BQ, Business Quotient. BQ là một chỉ số thu được bằng cách nhân IQ, Intelligence Quotient, biểu thị trí thông minh logic, với EQ, Emotional Intelligence Quotient, biểu thị lý trí, bản tính, và SQ, Sensibility Quotient, biểu thị sự nhạy cảm. Trong các yếu tố của BQ thì chỉ số nhạy cảm SQ được coi là quan trọng nhất. Trong thời kỳ tăng trưởng cao, tập trung vào sản xuất,
những người có IQ cao đóng vai trò tích cực. Khi nền kinh tế bước vào thời kỳ tăng trưởng ổn định, những người có kỹ năng sống tốt và IQ cao sẽ tiến lên trong tổ chức. Tuy nhiên, khi thị trường thu hẹp và cuộc tranh cướp miếng bánh thị phần đã bắt đầu, thì chỉ dựa vào cái đầu hay tính cách là không đủ. Điều cần thiết trong thời đại kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu là khả năng nhạy bén cảm nhận được sự thay đổi. Nếu thiếu sự nhạy bén, bạn sẽ dễ dàng bị loại khỏi cuộc chơi. Còn nếu có khả năng nhạy bén cao, bạn sẽ sống sót. Điều này nghe rất đơn giản, nhưng đó là tiêu chuẩn cho lĩnh vực kinh doanh trong tương lai. Cuộc sống nhàm chán mà một người Nhật điển hình sẽ trải qua. Ví dụ như, sau khi tốt nghiệp đại học, trở thành nhân viên văn phòng của một công ty hàng đầu, có một sự nghiệp thuận lợi, dần dần bước lên bậc thang hierarchy trong công ty sẽ chấm dứt. Hierarchy, tháp phân cấp nhân sự trong công ty từ thấp đến cao. Cuộc đời làm doanh nhân của tôi nhờ có BQ mà đã có những bước tiến mang tính đột phá. Khi còn làm việc ở công ty bách hóa Cebu, tôi tin vào sự nhạy cảm của mình, đề xuất và thực hiện nhiều kế hoạch khác nhau. Công ty bách hóa Cebu là công ty chuyên về siêu thị và trung tâm thương mại kiểu Nhật Bản. Cửa hàng đầu tiên giao dịch dưới tên Cebu mở cửa vào năm 1949. Cebu là điển hình của các trung tâm thương mại kiểu Nhật Bản với nhiều cửa hàng kinh doanh trên nhiều tầng. Công ty hiện là công ty con của 7&I Holdings Co. Limited. Ví dụ, khi tham gia vào việc thành lập kênh phát hành JIWAV, tôi đã đề xuất một kiểu đài FM mới giảm thiểu các cuộc trò chuyện chỉ để phát nhạc liên tục. Nhờ đó đã thu hút được một lượng thính giả kỷ lục, chủ yếu là giới trẻ. Sau khi chuyển sang Credit Sizing, một công ty thẻ tín dụng, chúng tôi đã phát triển các dịch vụ độc đáo như thanh toán thẻ không cần ký nhận và tích lũy điểm vĩnh viễn không có ngày hết hạn. Season được đọc là Saison theo tiếng Pháp, có nghĩa là mùa. Nhờ có những dịch vụ sáng tạo mà các công ty khác không thể bắt chước được, số lượng thẻ được phát hành đã tăng gấp đôi. Thẻ tín dụng Saison bắt đầu được phát hành vào năm 1982, cũng chính là năm tôi chuyển sang làm việc cho công ty. Và đến năm 2012, số thẻ đã tăng lên 15 triệu thẻ tính tổng cả công ty. Hầu hết những đổi mới trong ngành thẻ tín dụng đã được công ty chúng tôi thực hiện. Điều đó là nhờ tôi đã được rèn luyện BQ từ khi còn trẻ. Ngày nay, để tồn tại trên thị trường, chỉ thông minh hơn hoặc có những kỹ năng sống ưu việt hơn người là không đủ. Phải có sự nhạy bén là một yếu tố quan trọng nhất trong chỉ số nhạy cảm kinh doanh BQ để tạo ra những điều mới và tạo sự khác biệt với đối thủ của bạn. Năng lực sống sót trong kỷ nguyên mới. Thị trường phát hành thẻ Nhật Bản năm 2011. Thị phần doanh thu sử dụng thẻ để mua sắm theo Issuer. Quy mô thị trường nội địa Nhật Bản 33,7 nghìn tỷ yên, số liệu Bộ Kinh tế Công nghiệp Nhật Bản. Credit Sizing 17,2%, MUFG 16,2%, SMBC 17,5%, JCB 8,5%, Ion Credit 8,2% và khác 32,4%. Chú thích: Issuer là tổ chức tín dụng phát hành thẻ tín dụng cho khách hàng đóng phí thường niên, số liệu theo tính toán của Credit Sizing. Sự chênh lệch giữa người có BQ cao và những người có BQ thấp sẽ ngày càng rõ rệt về sau. Những người có BQ cao vẫn thành công ngay cả trong hoàn cảnh thị trường khắc nghiệt và sẽ trở thành những nhân viên bạch kim rất quý giá đối với công ty, chứ không chỉ là nhân viên văn phòng. Ngược lại, những người có BQ thấp phải chịu sự tái cấu trúc đầu tiên khi công ty rơi vào tình trạng suy thoái. Cho dù bạn có thể dễ dàng tìm được một công việc mới, nhưng cũng khó có thể đảm bảo chắc chắn. Ở công ty trước, bạn có thể sử dụng các thuật ngữ hay mối quan hệ mang tính đặc thù của công ty ấy, nhưng chúng lại không vận dụng được ở công ty khác. Cuối cùng, bạn phải chấp nhận một công việc đơn điệu mà bất cứ ai cũng có thể làm như một nhân viên văn phòng thuần túy mà thôi. Ngay cả những người tốt nghiệp một trường đại học hàng đầu có sự khác biệt hơn hẳn những người khác. Sau này, hầu hết những người đó cũng không phát triển thành những doanh nhân tài giỏi. Vậy làm thế nào tôi có thể trở thành nhân viên bạch kim với BQ cao? BQ không phải là năng lực bẩm sinh mà có thể rèn luyện được sau này. Ngược lại, có thể nói rằng
những người không đạt được kết quả trong kinh doanh là do họ đã bỏ qua việc rèn luyện BQ hoặc đã được đào tạo bằng một phương pháp sai lầm nào đó. Bất cứ ai cũng có thể trở thành nhân viên bạch kim bằng những phương pháp rèn luyện BQ đúng cách. Vậy bạn có cam chịu số phận như Nhật Bản, vốn đang ngày càng đi xuống vì luôn đổ lỗi cho thời đại? Hay bạn sẽ rèn luyện nâng cao chỉ số BQ của mình và trở thành một doanh nhân sẽ tiếp tục tỏa sáng trong 10 năm tới? Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của bạn. Tác giả Hiroshi Rino. Hết lời nói đầu. Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm VOIZ và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé.